Chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin hàng tuần của XTB. Chủ đề chính của tuần này là các yếu tố chính trên thị trường đầu năm 2023. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua tình hình ở Trung Quốc hiện tại. Tốt quản lý sản xuất PMI của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần trước cho thấy tốc độ giảm mạnh nhất trong gần 3 năm với sự gia tăng của các ca nhiễm COVID khiến hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Trung Quốc buộc bị chậm lại và người dân buộc phải ở nhà theo nghiên cứu của công ty Affinity thì tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất của Trung Quốc sẽ là ngày 13 tháng 1 năm nay với khoảng 3.7 triệu ca trong khi số người chết sẽ đạt đỉnh 10 ngày sau đó với khoảng 25.000 nạn nhân mỗi ngày gần gấp 3 lần so với ước tính hiện tại theo mô hình ở trên thì chúng ta có thể thấy số ca tử vong từ tháng 12 đến hết tháng 1 năm 2023 sẽ là gần 600.000 ca, trong khi đến cuối tháng 4 năm nay sẽ là gần 1.7 triệu ca. Với mô hình này dựa trên dữ liệu từ các tỉnh trong khu vực Trung Quốc trước khi có những thay đổi trong thông báo cáo lây nhiễm, kết hợp với tốc độ gia tăng bệnh từ các quốc gia trước đây không có Covid khi các hạn chế được dỡ bỏ, bao gồm cả các lãnh thổ như Hồng Kông và Nhật Bản, theo các nhà dịch tễ học thì đỉnh thứ hai sẽ được thúc đẩy bởi tỷ lệ mắc bệnh tăng đột biến ở các tỉnh của Trung Quốc, nơi hiện có báo cáo về hoạt động của Covid đang ở mức vừa phải. Các lo ngại cho rằng trong thời gian diễn ra Tết âm lịch tới đây thì khi người dân di cư ra khỏi khi người dân trở về quê quán của họ sẽ đem theo dịch bệnh. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của các ca bệnh tại Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Không phải tất cả các dự báo thì đều bi quan như nhau. Việc ngày càng có nhiều người sử dụng tàu điện ngầm ở 11 thành phố lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Quyến và Nam Kinh, có thể là dấu hiệu cho thấy làn sóng Covid đầu tiên có thể đã đạt đỉnh ở các thành phố lớn nhất. Hoạt động di chuyển cao hơn nhiều diễn ra sau một tình huống tương tự ở Bắc Kinh và Trịnh Châu, nơi có sự gia tăng mạnh về việc sử dụng tàu điện ngầm và ô tô so với tình trạng chậm lại vào giữa tháng 12, dù đang vẫn ở mức dưới bình thường, nghĩa là người dân đã bắt đầu đi làm nghĩa là người dân đã bắt đầu rời khỏi nhà và đi làm trở lại. Bất chấp sự mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc thì chỉ số hàng khô Baltic theo dõi giá vận chuyển hàng khô trên 20 tuyến thương mại phổ biến nhất đã mở đầu năm mới với mức giảm hơn 17.5% vào thứ Ba ngày 3 tháng 1. Mức giảm hàng ngày lớn nhất, đây là mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ năm 1984. Thì ngay sau đó vào ngày thứ Năm đã giảm thêm 5.9% xuống chỉ còn 1.176 điểm chỉ số này mất 31% số điểm của mình vào năm 2022. Đây là mức mất đây là mức giảm đột ngột mạnh nhất kể từ năm 2015. Và chỉ số hàng khô ban tích này thường vượt xa phản ứng của các chỉ số S&P 500, mặc dù mối tương quan của hai chỉ số này tương đối lỏng lẻo. Ngoài ra thì thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã tăng gần 50% so với đáy sau khi có tin Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại. Điều này đã thúc đẩy các thị trường mới nổi khác và đồng thời có làm suy yếu nhẹ đồng USD. Tuy nhiên hiện tại thì phản ứng của thị trường khá mâu thuẫn với sự phục hồi của thị trường chứng khoán chỉ đi kèm với sự củng cố của giá đồng công nghiệp và sự sụt giảm mạnh của chỉ số hàng hóa. Điều này có thể được giải thích là do lo ngại về nhu cầu sử dụng dầu mỏ của Trung Quốc khi nước này mở cửa hoạt động trở lại. Kế đến chúng ta cùng điểm qua tình hình năng lượng tại châu Âu. Với dự báo cho rằng khủng hoảng năng lượng của châu Âu về cơ bản sắp kết thúc. Như chúng ta biết thì mùa đông năm nay tại châu Âu tương đối ấm áp, khiến cho lượng khí đốt lấy từ hệ thống của các nước EU là cực thấp, nhưng chúng ta vẫn còn tới tận 3 tháng sự ấm ở ngay ở phía trước đây nếu theo nếu xét theo các điều kiện trong lịch sử. Nhu cầu khí đốt chỉ thực sự giảm đáng kể vào đầu tháng 3 trở đi so với lịch sử thì dự trữ năng lượng ở các nước này đang rất cao. Chúng tôi đã quan sát thấy mức tăng bất thường trong tồn kho trong khoảng 2 tuần gần đây. Giả sử như mức tiêu thụ trung bình từ những năm trước đem ra áp dụng trở lại, thì châu Âu sẽ kết thúc mùa sưởi ấm với tỷ lệ lấp đầy là 48%, nghĩa là khu vực này gần như không có vấn đề về năng lượng trong ít nhất một quý sắp tới. Tuy nhiên điều đáng chú ý là nhu cầu giảm vì vậy, nếu không có sự bất thường gì về thời tiết, thì lượng lấp đầy kho vào cuối tháng 3 sẽ là khoảng 50-55%. Các chuyên gia thị trường khí đốt châu Âu cho rằng mức an toàn là khoảng 50% vào cuối tháng 3 năm nay, trong khi giá có thể giảm thêm với mức lấp đầy là 60%. Chúng ta chưa từng chứng kiến mức lấp đầy tương tự trong vòng 5 năm trở lại đây. Ngoài ra thì có một sự thay đổi đáng kể của đường công kỳ hạn với tình trạng Contigo bù hoãn mua kéo dài cho đến tháng 2 năm 2024. Tất nhiên là Tất nhiên là tình trạng này vẫn còn tương đối không đáng kể. Một tháng trước thì đường công kỳ hạn cho đến tháng 2 năm 2024 khá bằng phẳng, trong khi 6 tháng trước thì chúng tôi đã quan sát thấy một sự thụt lùi cực mạnh. Sự thay đổi ở dạng đường công có thể cho chúng ta thấy nhu cầu khí đốt đã giảm bao nhiêu trong 6 tháng qua hoặc bao nhiêu nguồn cung bị mất liên quan tới việc Nga chưa từng thay thế. Sự cải thiện đáng kể về kỳ vọng năng lượng như vậy thì có hàm ý tương đối quan trọng. Đầu tiên là khả năng lạm phát sẽ giảm đáng kể và do đó ngân hàng trung ương châu Âu có thể không phải thắt chặt mạnh tay như hiện tại. Và cuối cùng đó cũng là một tin tốt hơn cho nền kinh tế của khu vực này với khả năng cạnh tranh công nghiệp ít suy si giảm và nhu cầu ít bị sụt giảm hơn do vấn đề lạm phát được cải thiện. Tôi xin kết thúc chương mục điểm tin hàng tuần của XTB tại đây. Xin cảm ơn các bạn sẽ đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.